Hello, chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh Quốc Thành AK. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục review ạc thần Thor nha các bạn. Và hiện tại thì ạc thần Thor của anh của bác thần Thor đã đến được map 32.36 rồi. Rồi. Hiện tại iBot các bạn nó giảm sức mạnh rất là nhiều, các bạn có thể thấy nè. Lúc trước iBot là một là ải mạnh, nhưng sau này nó fix lại iBot. Cuối cùng là chỉ là cái ải như một dạng tướng đỏ các bạn. Nói chung là nó đơn giản hơn nhiều rồi. Mấy con bài skill thôi mà khó chịu kinh khủng các bạn. Aegis đừng có chết là mình qua được. Các bạn thấy gót tim như thế nào các bạn? Cơ bản thì nó vẫn là thể hiện sức mạnh quá bá đạo nha. Đối với tim này thì hầu như là đi map rất là dễ luôn. Qua team này nữa thôi. Các bạn nói dùng lo xanh hay này để mình thử lo xanh coi. Bốc hơi nhanh như một cơn gió. Cái trận này không cần kéo về các bạn, dây được rồi. Nó fit cho cái ải cuối vậy thì bị map ngon các bạn. Nói chung là mình sẽ đỡ bớt cực một cái ải ha. Ví dụ như đây các bạn thấy ba hai ải đầu thì nó khó, thì ải cuối nó khó thì đi nó hơi khó một chút. Còn một khi ải cuối nó đã fit lại rồi thì ngon các bạn. Coi cái đồ ha. Ủa, dễ sợ không có gì hết.
À, mình tiếp tục thể hiện sức mạnh của gót tem này. Trời ơi, nói thật với các bạn, team địch này mà dùng team gà quay nã thì sướng lắm. Con này nó giúp bay cao bay xa quá. Nói chung cái tem này vận hành các bạn, nói chung muốn vận hành trơn tru thì chỉ cần song sinh nổ được thì gần như là nó sẽ qua map á. Các bạn chỉ cần sắp sao mà con Exit không bị chết trước rồi song sinh nổ được là gần như sẽ qua. Này thì Phượng sẽ là đam chính nha các bạn. Sẽ chết mất rồi. À, mình nói một xíu về việc các bạn làm chơi vàng giả lập này, cảm giác chơi vàng giả lập thích chơi hơn là chơi trên điện thoại các bạn. À, các bạn chơi trên điện thoại cảm giác bạn sẽ hơi lười chơi ha. Mình thấy chơi vàng giả lập trên máy tính thì cảm giác cảm giác chơi nó thích hơn các bạn. Sao Phượng chém hết các bạn. Các bạn thấy Phượng chém đâm, nổ đâm ghê không? Chí mạng tới 530 mấy k. Đấy các bạn xem sát thương Phượng gây ra nè, 73 triệu. Và hồi được 84 triệu máu. Với đội hình này thì các bạn đã thấy là Phượng là một hồi máu kinh khủng với lại đam to chưa các bạn? Nói chung là câu kéo thời gian cho Phượng có thể hồi sinh liên tục thì nó sẽ kéo đam của nó lên. Sức mạnh của gót tem này là gần như nó cân đủ các thể loại đội hình luôn các bạn. Và nguyên dàn sập bột này bỏ đây mình vào thì nó đây mình nó hút nhanh hơn với đối với Exit. Tuy nhiên thì đây mình nó không có hiệu ứng khống chế các bạn. Đối với những đội hình sốc đam thì các con Exit nó khống chế ngon hơn.
lúc trước á thì Lilith có bảo là nó fix cái lỗi mà con đây mình tự động tiến lên khi chiến đấu, nhưng mà thấy vẫn còn này các bạn, nó vẫn tự động lao lên như thiệt mà. Con bướm với con Thoran đang bóp nhau rồi. Thoran thì ném cái máu lên sư, còn con bướm thì lại hóa xanh con sư. Một đứa rút máu, một đứa hóa xanh, chơi chơi bóp nhau các bạn. Vậy sướng quá các bạn ơi, cứ ai cứu dập đội hình vậy là quá sướng rồi. Cơ chế vận hành của đội hình này là team nó sẽ gây hiệu ứng liên tục cho địch các bạn. Địch thì không có thời gian xả kill, ngoài ra thì nó cung cấp thời gian cho Phượng có thể hồi máu và tăng đam, nên là đội hình này không có đánh nhanh, đội hình này nó đánh nhây nha các bạn, đó là đội hình cù nhây, nó lâu một xíu. Thú thẳng mặt cái con bốn đánh năm, không lại thì chơi 3 đánh 1 các bạn. Quên 5 năm được thì 4 đánh 5, nhưng mà con đóng quân tài đóng chết sớm quá. Về chơi một tí các bạn.
có cái con axit này nó khống chế. Video sửa gọn ghê các bạn. Rồi các bạn ơi, video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video nha. Hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau và đừng quên like và subscribe để ủng hộ cho kênh nha các bạn. Và vừa rồi thì mình vừa đi qua map từ là map 33.36 tới 33.40 ha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại tại các video lần sau. Xin chào tạm biệt.